Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19 trong các khu công nghiệp, thì Trung tâm Y tế huyện Đông Anh Hà Nội vừa tổ chức đồng loạt với 30 điểm tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 lưu động cho công nhân viên làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Cụ thể, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 4 với 30 điểm tiêm lưu động, 144 cán bộ tiêm chủng của trung tâm và các trạm y tế xã, thị trấn, bố trí 4 xe cấp cứu ứng trực không quá 100 đối tượng tiêm chủng, bàn tiêm chủng hay là buổi tiêm chủng. Các điểm tiêm chủng đều phải đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị vật tư tiêm chủng, bố trí đủ nhân lực cho từng khâu trong quy trình tiêm chủng theo quy định. Có tối thiểu hai nhân viên chuyên ngành y, trong đó nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc tư vấn theo dõi xử trí phản ứng sau tiêm chủng, được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng và tiêm vaccine COVID-19. Tại mỗi dây chuyền tiêm chủng, các cán bộ tiêm chủng của trung tâm đều thông báo cho người được tiêm chủng về loại vaccine được tiêm chủng và số liệu cần tiêm. Tư vấn cho các đối tượng được tiêm chủng về tác dụng lợi ích của việc sử dụng vaccine và những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Các phản ứng thông thường các tai biến nặng sau tiêm đồng thời cũng hướng dẫn cách theo dõi chăm sóc sau khi tiêm chủng